Đây là kiểu makeup mà sáng đầu tiên tôi ở Thái nè mấy bà Ok vô Tôi cũng đoán trước là Thái rất là nóng Cho nên là đồ skin của tôi tôi cũng mang theo cái dạng vĩ thôi cho nó tiện Nhìn cái hộp này mấy bà cũng quá quen thuộc rồi đúng không Cứ ban ngày thì tôi sẽ dùng serum vitamin C dạng cô đặc nha Vừa cấp ẩm mà còn khô ráo nữa Không có gây nhần dính trên da Mà để dị dưỡng vitamin C trước lớp chống nắng Cũng giúp hỗ trợ chống nắng tốt hơn nữa Sợ quên nên là vây đem cái hộp luôn Mà kể cả tôi có quên cũng không sao hết Tại vì 7 Eleven ở Thái cũng có luôn Có dạng vĩ lẻ nữa kìa Da sẵn sàng rồi thì giờ qua bước makeup Tông makeup hôm nay thì cũng rất là đơn giản Vì chọn màu cam đào cho mắt má và môi luôn sử dụng những cái dạng má kem đánh cho vùng mắt luôn thì nó sẽ giữ màu lâu hơn là phấn trời lúc này mới thấy lông mi úi về thiệt mấy bà không thích thì có thể đổi loại khác nha tôi đã đánh dạng kem rồi nhưng mà vẫn phải phủ lại tất cả bằng dạng phấn này à mà mấy bạn đừng có quên sửa chữa makeup nữa nha màu mắt và màu má lì rồi thì tôi sẽ cho màu mua căng bóng xíu rồi giờ cùng xem lại makeup và outfit của tôi nha ưng ừ, cái tông cam đào này ghê á đây cũng là cái buổi sáng đầu tiên tụi mình tới thái này không biết thời tiết như thế nào nên là cứ bận áo ba lỗ thôi ai về nóng thiệt hơn là tôi bận áo này đó